Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Cái gì tên? Nguyễn. Trời ơi trời. Thấy không mọi người, thấy không? Phải clip luôn á. Ngọc mà tới nhà là mọi người chỉ có đãi Ngọc sầu riêng thôi. Hèn chi. Nó đi trên đường nó chở tôi qua đây, nó hỏi ủa chị Ngọc ơi, này bữa giờ chị Ngọc về vậy, quan sầu riêng chưa? Wow. Cái nhà nghề khui hồn nhẹ nhàng không? Không, cái này là chính quá rồi đó. Cái này chính. Này chính là chính đúng chính luôn á. Mùa này cũng hôm nay phải mua sầu riêng không? Sao ta đi đâu cũng thấy có sầu riêng hết trơn. Sầu riêng giờ người ta làm quanh năm chứ có mùa. Phải không? Wow, mà sao cái trái này nó bị lép ở bên này ha? Này của chú Sáu của Thư cho. Ồ, bị Bến Tre đem lên á. À, trời ơi các bạn thấy nguyên trái sầu riêng bự chà bá nè. Cái cuối cùng á được ba học. Cái này chắc ở nhà chú hay là sao? Của nhà chú chồng bán. Ừ, nay Ngọc Quang Tân biết sao không? Tại vì chị Ngọc cũng sắp về lại Mỹ rồi. Nên là chị Ngọc lên đi mà đám của bà Sáu đó. Dạ. Rồi sẵn rồi chị Ngọc qua đây lấy áo cho con chay luôn chứ không gì. Thư, hồi bữa em in cho con chay mấy cái áo, em in size mấy giờ em lấy về, em lấy mấy cái size ra rồi cái mở mạng ra, cái chị Ngọc chỉ mấy cái tấm hình mà của con hơi gù gì rồi này kia đó. Hello con. Con chào chị chay đi. Chị chay. Ừ. Rồi cái mà chị em in liền cho chị cái chút nữa chị về chị đem về luôn. Hồi bữa chị số 5 rồi. Ừ, đó mặc áo đó cho nó rộng rãi thoải mái đi. Số 5 bây giờ nó không có màu xanh nữa nè. Ừ, được luôn, ừ. Cho nó màu cho lạ. Đúng rồi, chứ có màu trắng không mấy. Hai cây rồi mặc màu trắng không à. Ừ. Đó, chay ơi, mợ Tân in áo cho con nghe. Hồi bữa con nói là mà con thích mấy áo in nha. Giờ mẹ kêu mợ in cho con nè. Đây nè, nơi đây là nó có những cái bao gối nè mọi người nè, nếu như mà con của mình ha. Có ai in bao gối là có đây nè. Rồi bên đây thì Ngọc cũng thấy có thêm bao gối bên này nữa. Bao gối ví dụ như cho con cái của mình nữa nè. Nó như mới cưới nhau rồi đó. Đây, những cái áo màu áo kiểu áo in áo đôi, áo cặp, áo lớp. À có cái áo family này nữa nè. Ngọc mới vừa đặt thư in cho Ngọc nguyên một cái áo của Hoya Family đó, mới vừa đem xuống mà Ngọc chưa kịp gỡ ra luôn á. À. Không xe không về đó. Wow, đẹp vậy. Này là ví dụ như ai mua là mình có luôn á. Xuân yêu thương đông đầy. Cho Ngọc coi cái đằng sau, cho Ngọc coi đằng sau. Năm nay là năm Quý Mão hả? Ok, đằng sau. Ai nói nghe nè, chay thích mấy cái này lắm á. Ừ, hình như chắc in cho chị Ngọc con nó đi cho cũng được. Không, chắc phải in con mèo đó, tự nhiên in mèo đen kỳ quá. Lì xì đi, không có lý. Lì xì một xu thôi là nhớ nhau cả đời, ghê chưa? Dễ thương. Rồi bây giờ là Tân nó trải cái áo màu hồng để ở đây. À, cho nó thẳng ha. Cho cái hơi kìa quần kìa đằng trước đi. Nè. Đây quá khoan đây chị Ngọc coi coi. Thôi cái hình đứng này về trước đi. Rồi đằng sau. Ừ. Đi xuống. Đó, nó kêu tít 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 vậy là xong rồi đó. Là nó báo hiệu cho mình xong rồi dở lên. À, ôi trời nóng mà. Wow, ô cái này hết màu luôn á. Ừ, bay màu luôn rồi. À, hay nhá. Ồ, nó làm như nó ủi thẳng áo luôn á Tân. Ừ. Ủi áo thẳng tưng luôn rồi Tân. Để này như bạn ủi vậy hả? Ừ, thiệt á chứ. Giờ là chị giờ có cậu Tân là chỉ có in áo là chỉ có mình có thôi chứ còn chỉ là tối ngủ suy nghĩ coi nên in hình con gì vậy. Rồi, không sáng mai mặc áo gì. Làm về chút xíu à. Ừ, không 5 giây nhanh nhé. Wow, nóng á. À, đẹp ghê ông bà cô chú. Để ông bà cô chú mà muốn in áo á, cứ liên hệ với anh Tân. À, được một cái áo quá trời đẹp luôn. Em chay chay còn mẹ em ơi. Đúng rồi đó, đúng rồi, con đó đi đằng trước đẹp hơn. Ha. Rồi ok, cảm ơn cậu Tân. Bây giờ còn những cái nữa thì mình sẽ làm sao đi ha. Dạ. Rồi cái cố gắng sao ship lên cho Ngọc. Chắc mai thì tới rồi. Ừ, tại vì cái này ví dụ giờ chị đặt nay đặt mai có rồi chứ đâu. Cái này làm mấy 30 giây. Đúng rồi. À, nhà mai Sáu bây giờ đã đang chuẩn bị từ sáng tới giờ rồi các bạn. Bia nè, nước ngọt nè. Bàn dọn tới nè. Tất cả mọi người có đây hết. Lên đây buồn ghê bạn ơi, Ngọc lên là tối hôm qua Ngọc ngủ phòng 36 buồn ghê. Hello con, cơm nè. Hello bo,
Chồng bà chú ăn cái miệng đóng. Mọi người đâu trơn rồi. Lãng quảng rồi ta cho lên phim. Đó, thấy Giáo Quỳnh không? Đó, ông bà của chú liền sao từ xa liền. Đây nè mọi người, bà Sáu thì được mẹ Sáu thờ đây nè. À, thôi vậy được rồi. Lên đây cái quen, cái có ba Sáu cái quen, cái tự nhiên đợt này lên không có cái buồn. Có mấy chị em với mẹ Sáu với mấy đứa cháu rồi ngủ trong phòng ba Sáu. Mẹ Sáu á, ngày xưa là mẹ Sáu tất cả mọi sinh hoạt đều dưới bếp hết ha. Mà từ khi bàn thờ ba Sáu đây á, mẹ Sáu chảy cái giọng á, nằm đây luôn từ sáng tới chiều. Hay dữ rồi ta. Ôi ông Bảo Vy nhảy dây hay dữ rồi ta. Ồ giỏi. Dạ quay phim gì tiền? À. Bây giờ mình xin lên chương trình cả nhà ơi. Dạ cảm ơn chị. Chị tiền là bạn với lại gia đình mẹ Sáu Vinh Quang. À. Mình làm qua mà hôm nay đâu có nhờ, không phải gia đình quá cho nên không nhờ mình quay thì cả nhà thấy biết rồi cái gì. Wow, tôm càng xanh này ngon nè, con còn thích nhất tôm càng xanh. Hấp nước dừa, hấp nước dừa ha. Chị Ngân với lại mười với lại mấy gì nè, này rất lẩu à, lẩu lẩu hải sản chua cay nè. Cái gì mà ăn gì có mắm này mười? Mắm vô mềm không? Mềm đã cho thịt bò. Dạ. Thịt bò chấm mềm. Bữa giờ Ngọc không có xuống tới đằng sau nhà mẹ Sáu luôn, và không có quay cho mọi người coi. Nhà đằng sau nhà mẹ Sáu có cây tắc này, Ngọc hỏi tắc này tắc gì. Mẹ Sáu nói tắc này tắc Mỹ, nó ủa con bên Mỹ đâu thấy tắc này đâu. Đây nè các bạn, cái tắc ngộ không? Nó dài thiệt là dài luôn. Quá trời trái luôn. Rồi có cây sầu riêng đây nữa nè. Rồi có mấy cái bụi bạc hà. Đặc biệt nha, đằng sau này có cây nhào. Quá trời trái cho cây nhào luôn nè. Trái nhào á. Nhào này không biết làm gì ăn nữa các bạn. Mà nhiều trái quá, đằng đó có mấy cây mía nữa kìa. Cây cam rồi bờ rào đó là hết rồi đó. Chặt nhiều hấp tôm không bà Tâm? Ừ. Dạ. Đúng rồi, hấp tôm đi. Tôm đi. Bà Tám chứ bây giờ bà hỏi bà Tám quê đâu, bà Tám nói quê bà Tám Bến Tre luôn. Hả bà Tám à? Ừ. Giờ ở Bến Tre giờ cứ ai hỏi Bến Tre. Không, mà ba con cũng vậy nè, mà Tám nha. Ba con ở Bến Tre 20 năm. Ừ. Đó nên ở Bến Tre nhiều hơn ở với cha mẹ. Đúng rồi. Thế là hỏi cũng nói từ Bến Tre. Hai à. Cứ ở cha mẹ có 20 tuổi mình ở với ba mẹ. Thôi thôi, ở với ba mẹ, ở với ông nội ba, bà nội ba là 20 tuổi. Ở Bến Tre 30 năm. Cả cuộc đời gắn bó luôn, hỏi ra đâu ra Bến Tre hết trơn. Chính quê đâu chính. Chặt ba trái này làm đá uống à. Vừa này làm được cũng đem từ Bến Tre lên nè. Hôm qua đi về Bến Tre đem Bến Tre lên á. Rồi ok vô đi, vô nghe, vô đi. Rồi đây sẵn Ngọc ngoài mẹ Sáu có đôi lời phát biểu nói chuyện với mọi người chút xíu. Xin chào đại gia đình của Ngọc Quỳnh. Coi như là gia đình mình hôm nay là 49 ngày của ông xã mình ở nhà bên đại của cháu mình. Thật tình là mình rất là vui. Lần này là 49 ngày mà ông xã mình con cháu hết tất cả về đầy đủ, mà quý nhất là con Ngọc nó có ở đây cả nhà. Coi như là anh em, ông cô chú mà cô bác đều cũng đầy đủ, con cháu đầy đủ, mình rất là vui. Mà hôm nay là mình cũng cảm ơn gia đình của Ngọc Quỳnh
cũng thương yêu, cũng theo dõi ông xã mình từ khi bắt tới giờ. Cảm ơn nhiều nha cả nhà. Món đầu tiên là thịt bò xào với lại hủ qua. Cơm chiên nè, với lẩu, với lại cơm. Đơn giản, nhanh, gọn lẹ mà ngon. Đây là gà quay nè, cái này mấy sáu đặt từ Biên Hòa xuống nè các bạn nè. Cái này hình như cơm hay xôi vậy ta? Xôi lắm. Dạ, nhìn giống xôi. Xôi lắm. Rất là ngon. Nhìn ngon thôi chứ con chưa có ăn thử. Con gà nó chết luôn à. Ý liền. Ý liền. Má tán đất con vịt giờ nó cho tán đất gà nữa, nó dẫn con bao luôn à. Để cho thích ăn thâu câu vậy đó. Ăn thâu câu là có gì không? Đẹp da, nói gì nó con to quá con dầu á. Thì nó dở, không cho ông Bùi Thị Sinh cũng đi. Dạ. Không cho ông Bùi Thị Sinh cũng đi. Nói gì đâu, chỉ ăn dầu, ăn nhậu gì đâu đâu mà ổng không chịu đi. Wow, tâm càng. Bữa giờ về chưa có ăn tâm càng á. Bia có mùi cồn cồn phải không? Ngon hả? Bởi vì em thích ăn cái tâm càng nhất là tại vì do cái đầu của nó quá đã. Ngon, ngon cái đầu. Nóng. Nướng bị khô, mặc dù nó thơm nhưng mà nó khô. Khô. Này là có thêm heo quay sữa nữa nè mọi người. Gia đình ba người ngồi tâm sự á. Rồi tâm sự yêu thương rồi đó, vậy đó nè. Dạy dỗ con cái rồi vậy đó à. Chà, trứng bưng hai dĩa vậy chánh. Ồ, sôi gà này nữa hả? Ok, có lý á chánh. Đây đi chánh. Rồi ok chánh. Cho khách ăn tiếp. Rồi Tùng Tự Tin sáng nhà ăn uống gì chưa? Rồi mới ăn xong rồi. Rồi chút nữa cái chị em mình lên đường về lại Sài Gòn ha. Rồi giờ cũng 2 giờ rồi, tới Sài Gòn chắc phải 4 giờ. Mà chị Ngọc chị nghĩ là khoảng 3 giờ mấy 4 giờ mới về. Mà tội nghiệp con cái ông hồi nãy thấy cái comment của chị kia, chị ghi hả? Tình chị em của Tùng với chị Ngọc mãi đỉnh. Rồi mà Tùng á là nó về nó chơi xong là cái bắt đầu về chở, nó chở Ngọc với gia đình về tới Sài Gòn là bắt đầu nó đi xe Honda đi về lại bên Long An. Tại giờ nó về Long An rồi. Cái xong mà về giữa vợ với con ngày 2 ngày cái bắt đầu lên tiếp. Ủa mà mày sao bữa giờ tao không thấy mày bán hàng, bán hiết gì hả Tùng? Thì cũng bán bình thường đó. Bán bình thường là bán cái gì? Thì thực phẩm chức năng xách tay Mỹ á, thì kiểu như là thuốc bổ não nè, collagen nè, rồi dầu cá bổ mắt, nói chung tất cả các thực loại thực phẩm chức năng. Thực phẩm cái gì đó, thuốc cho bao tử rồi. Đúng rồi. Rồi huyết xanh. Trời, dầu xanh, dầu trắng. Rồi cái gì nữa đó, thuốc cho tiểu đường nữa. Rồi, sữa anh xua Úc có luôn phải không? Có luôn, nói chung là Mỹ Úc là có hết. Vậy vẫn còn bán phải không? Bán bữa giờ tao nghe im re không nói năng gì hết trơn. Ok, mọi người có mua người ủng hộ đó nha. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Bây giờ là mình sẽ về nhà lại Sài Gòn mọi người ơi. Đi tiếp tục đi đi đò nè. Đi đò đi qua sông, qua mẹ Sáu là phải đi đò. Từ bên này qua bên kia đó. Tối rồi nè mọi người. Nãy đi trên đường thì cũng có hơi mưa chút xíu nên là mọi người thấy kiến có hơi mưa. Giờ là cũng còn tầm đó mà đường trống đi nhanh thì cũng 15-20 phút nữa là tới nhà Ngọc rồi. Thì về tới nhà nè mọi người ơi. Mấy chị em bút ráp cơm gà số mỡ ăn. Cơm gà số mỡ này là Ngọc thích nè. Bà bán gần nhà Ngọc, bà ăn băng cũng ngon. Anh Sình bà Ly giờ đi chơi về cái nay ho ông bà cô chú ơi. Sùng sục luôn, bệnh rồi, ho số mũi rồi, thằng Nghiệp đây không? Phải mấy đứa nít nghỉ học được mấy ngày cho đi chơi cái bắt đầu bệnh. Chay bên ông y chang vậy, cái nóng sổ mũi ho miết vậy. Mấy cái này là kiệu nè, kiệu cậu hai ngâm ở dưới Bến Tre lên đó các bạn. Ngâm để đem qua Mỹ cho mẹ Ngọc nè, mẹ Ngọc muốn ăn củ kiệu. Cậu hai ngâm. Cơm gà.
Cơm gà này nói chung là cơm gà xối mỡ thì cũng đơn giản thôi, không có gì phức tạp. Nhưng mà có một cái là cái cơm người ta chiên ngon hay không rồi này kia vậy đó. Mình có cái dưa chua ăn, cái chua chua. Dưa chua ăn, chua chua nè. Chứ còn cơm gà xấu mỡ dạ, thì cũng đơn giản vậy thôi. Và những dưa leo vậy mà ăn ngon. Cơm đây chiên ngon. Mà mọi người cũng ăn cơm gà chung với Ngọc nha. Hồi nãy đó mà có Ngọc nè, Tùng nè, chị Ngâm nè, Gia Hân, chị hai đứa cháu về trước. Anh Bảo ở nhậu tới giờ chưa về. Tạo chơi lâu lâu á, anh em gặp nhau. Chút nữa là em họ của Ngọc đưa về sau. Đi lên mỗi lần đi lên 16 là cứ vậy hoài à. Anh Bảo nữa là anh chơi chút rồi mọi người về trước. Ngon. Cơm nó đều. Cũng là những kiểu cơm gà xấu mỡ là chỗ nào cũng giống nhau hết trơn. Mấy thằng thích chỗ này. Gà cái chiên thì cũng bình thường đấy, đâu gì đặc biệt. Gà thì cũng gà chiên rồi vậy thôi. Ăn gì hết? Ừ. Em mua đầy đủ luôn á, mua 5 phần luôn á. Ngọc nhanh lắm, chưa xe rồi. Sao thương nè. Sao không hết luôn. Anh rất thương thương nhà mình. Lên xe là còn mà cỡ khoảng mà Ngọc biết là 15 phút nữa tới nhà là còn cần Ngọc lo một chút rác. Quá nhanh, quá nhanh. Về mình nấu mình ăn liền. Không còn mà đợi về tới nhà trong chờ mớ không bút rác nữa. Ngọc ưu suy nghĩ trước. Rồi má, Ngọc nói Tùng mà nhắm chừng nào 15 phút nữa về tới nhà nào nói nghe. Nó nhắm cái nó kêu Ngọc cái là Ngọc bút nó về. Có liền. Gà chiên cũng bị khô luôn. Phần như vậy là 48 ngàn. Bút rác đem tới 48 ngàn tiền rồi. Giá tiền Mỹ thì có khoảng 1 đô 75 ngàn. Rẻ ha. Việt Nam ăn gì cũng rẻ trơn. Gia về. Về cái mẹ tội nghiệp mẹ sao. Mẹ sao khóc. Dạo này mẹ sao xúc động lắm. Mẹ Sáu lên đây chơi về mẹ Sáu cũng khóc. Mà mình lên trên đó chơi mình về mẹ Sáu cũng khóc. Tội nghiệp. Ừ đúng rồi, có ớt xanh rồi này kia. Chế nước mà. Chế nước ngon, nước tương vô. Ừ. Ừ. Cái cay nó ngon. Đúng rồi đó, nó cay không? Cay. Nhưng mà tôi ớt xanh thơm à. Hả? Ớt xanh nó thơm hả? Thơm hả? Cay không? Cay hả? Ăn ớt được mà ngon không? Ăn ớt được mà ngon. Được. Muốn thêm tương ớt không? Thôi thôi để em nè. Rồi đó. Rồi chị bỏ đi, chị bỏ đi. Thằng tưởng nó cay không thôi. Chị là chị ăn cay. Ăn cũng cay lắm. Không tới nổi. Không, chứ mấy chị ngon ăn cay. Nhưng mà thịt cay em mới đã. Ăn mì cay được cấp độ 10 không? Không, ăn mì cay là không thích, đặc biệt không thích mì cay. Ui hả? Giờ dễ. Đi ra đường ăn. Vào bút ráp. Bỏ còn nấu. Rồi đồ ăn được cũng ngon ha. Đúng. Rồi em mời cả nhà nha. Gà chiên ngon. Nó không được khô. Mình về sớm mình còn chuẩn bị công chuyện cho ngày mai nữa. Cũng bảnh rồi lo cho hai đứa nhỏ tắm rửa thay đồ những ngơi. Mai cũng sớm đi học nữa. Cũng ngủ sớm học. Nhưng Bảo thì bận rộn lâu lâu họ hàng mới gặp. Cho nên về buồn xíu quá làm sao. Sống lại không? Không. Rồi giờ hai chị em Ngọc sẽ ăn hết cái phần cơm này xong rồi nghỉ ngơi. Rồi cái Ngọc cái edit video clip này đăng lên cho mọi người xem nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi cái video clip ngày hôm nay. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người vào những video clip tiếp theo. Bye bye.